Chiều nay tiếp tục đi tìm cây anh em ạ. Đây, những cái vườn như này này, cực kỳ nhiều cây luôn. Đây, cái gốc phát chồi mỏi này, tôi này rất thích chồi mỏi anh em ạ. Đây, cái gốc chặt sát thế này đào ra nhiều khi nó lại đẹp. Gốc này chặt sát quá. Chôm vối, chòi mòi, me, cây quả sổ rất nhiều. Đây là có gốc me này, me quả tròn này, ấy những gốc kẹt kẹt này nhìn đẹp lắm này. Đây, lu đẹp không? Mấy cái gốc chồi mỏi này nha, rất hay. Giờ sẽ đào một số cây bonsai nha mọi người. Cây gì đẹp đào thật cấm luôn. Xài khá đẹp anh em này. Mấy con này sau này tạo ra mầm này uốn hơi bị đẹp. Tìm tiếp. Tiếp tục ra cái gốc chầm bốn sáng mà cho nó đẹp đây anh em này. Để nó không đào lên khó chịu lắm. Gốc này nó lù quá này. Trước khi đào cái cây này thì tôi cập nhật quả chăm vối này, anh em chưa biết quả chăm vối anh em biết nhé. Đây là những cái dòng cây ăn quả rừng này. Rộng như này. Xuống cái rễ này nhá. Nó lại dính sang bên này, nó lại dính sang cái cây bên này này. Nó là một cây. Một cây này mà đào này chắc quái lắm. Nhưng mà nó khó đào lắm anh em ạ. Sâu. Bây giờ người đang mệt chắc gốc này chắc để bữa nào này. Giờ thì tìm mấy gốc nhỏ nhỏ thôi nhá. Rất nhiều những cái phôi chồi mỏi bị chặt bỏ này nhưng
moi nó ra thì nó thế này nhé, có mấy cái rễ đâm xuyên ngang đây để tiếp tục này. Đủ lên này anh em, đẹp quá này cậu này, đúng chất bonsai luôn. Mỗi tội là mấy vết chặt này là con chặt nó hơi bị lát, tí nó phải cắt lại. Đẹp, mặt này đẹp quá này, để mặt chơi. Được 3 gốc trong ngày, 2 gốc.